Ukraine phát hiện thiết bị bất ngờ bên trong các vũ khí tịch thu của Nga. Nga bị tố chặn Ukraine xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc. Máy bay huấn luyện của Đài Loan rơi, phi công thiệt mạng. Cả hai phi công máy bay Italy cùng ngủ gật trên không trung. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mới mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Snapchat. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin cập nhật vào ngày 31 tháng 5. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo The Rai để dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine đã đưa tin, khi lực lượng Kiev đã bắt đầu mổ xẻ các khí tài quân sự còn nguyên hoặc là bị phá hủy một phần mà họ đã thu được từ Nga. Họ dường như đã phát hiện ra bên trong các vũ khí này có khá nhiều các vi mạch do nước ngoài sản xuất, đặc biệt là vi mạch có xuất xứ từ Mỹ. Trang tin này nhận định đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Nga dường như đang phụ thuộc một phần nhất định vào vi mạch nhập khẩu để chế tạo ra các vũ khí hiện đại của họ. Theo phía của Ukraine cho biết, những vi mạch nghi có nguồn gốc từ nước ngoài đã bị phát hiện bên trong nhiều khí tài uy lực của Nga, như là xe chỉ huy phòng không Banauti, hệ thống phòng thủ Bashar, trực thăng tấn công Ka-52, tên lửa hành trình Ks-101. Ví dụ, bên trong Banauti, Ukraine được cho là đã phát hiện ra 8 vi mạch từ các nhà sản xuất của Mỹ, như là Intel, Micro, Micron Technology và Atmo Corporation. Trong hệ thống Bashar, Kiev được cho là đã phát hiện ra 5 vi mạch sản xuất tại Mỹ bởi các công ty AMD, Rotor Electronics, Texas Instruments và Liner Technology. Trong khi đó, trong tên lửa hành trình của Ks-101, Ukraine dường như đã tìm ra ít nhất là 35 chip có nguồn gốc từ Mỹ. Hiện chưa rõ nguồn gốc của những vi mạch có vũ khí của Nga, vì những thiết bị này không nhất thiết phải mua trực tiếp từ nhà sản xuất mà có thể qua các trung gian khác. Sau khi xem xong bản danh sách tình báo Ukraine đã cung cấp, chuyên gia quân sự Skip Paris đã cho biết, nếu đó là thông tin chính xác, thì nó có thể cho thấy mức độ phụ thuộc của Nga vào công nghệ phương Tây để sản xuất ra các bộ phận nhạy cảm của vũ khí dùng để nhắm mục tiêu, điều hướng, liên lạc và tác chiến. Nó cũng cho thấy rằng Mỹ hiện chưa kiểm soát được luồng di chuyển của những thiết bị có thể được sử dụng cả vào mục đích quân sự và dân sự. Vào ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nói với Thượng viện Mỹ rằng các lệnh trừng phạt của Washington nhằm để cấm Nga mua vi mạch dường như đã buộc cho Moscow tìm ra các cách để thích nghi. Chúng tôi nhận được báo cáo từ Ukraine rằng khi họ phát hiện thiết bị quân sự của Nga ở chiến trường, các vũ khí này được lắp thiết bị bán dẫn lấy từ máy rửa bát và tủ lạnh, bà Raimondo đã nói. Việc tùy biến và cải biến các thiết bị có mục đích dân sự để đưa vào khí tài quân sự dường như sẽ làm khó cho Mỹ trong việc kiểm soát được đường đi của công nghệ. Mặt khác thì nó cũng đã cho thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây ảnh hưởng nhất định tới nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Trước đó, giới chuyên gia đã cảnh báo những vũ khí của Nga đang bị Ukraine thu giữ trong chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng, có thể là trở thành mỏ vàng cho giới tình báo Mỹ. Từ các hệ thống này, phía Mỹ và Ukraine đã có thể tìm hiểu rõ hơn về cấu tạo, cũng như là dữ liệu về chỉ huy và kiểm soát trong các hệ thống của Moscow. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 30 tháng 5 đã cho biết, Nga đang phong tỏa các cảng biển của Ukraine, đã khiến cho nước này không thể xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc trong kho. Ông Zelensky đã nói số ngũ cốc trên dự kiến sẽ được xuất khẩu ra thế giới. Song Nga đã phong tỏa hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi, làm mất ổn định tình hình trên quy mô toàn cầu. Ông cáo buộc Nga làm thực phẩm trở nên đắt đỏ tại nhiều nước, nguy cơ dẫn đến nạn đói và khủng hoảng di cư. Họ cố tình tạo ra vấn đề này để cả châu Âu gặp khó khăn và Ukraine không nhận được hàng tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu. Đây là hàng tỷ đô la Mỹ mà nền kinh tế của chúng tôi cần lúc này, Tổng thống Zelensky đã nói, và đồng thời cũng đã cáo buộc Nga đánh cắp ít nhất là nửa triệu tấn ngũ cốc và tìm cách bán trái phép ở đâu đó. Hiện phía Nga vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên của Ukraine. Nga và Ukraine đã chiếm 29% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, chủ yếu là vận chuyển qua Biển Đen, và 80% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên khắp thế giới. Ukraine cũng là một nước xuất khẩu ngô quy mô lớn. Theo biên bản cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 5, thế giới đã chỉ còn đủ lúa mì trong 10 tuần và tình hình còn tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính
năm 2007 đến 2008. Nhiều quốc gia trên thế giới ban lệnh cấm xuất khẩu lương thực, trong đó có lúa mì, để bảo đảm nguồn cung trong nước. Vào ngày 31 tháng 5, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã thông báo một máy bay huấn luyện của họ đã gặp nạn trong lúc huấn luyện, đã khiến cho phi công thiệt mạng. Đây là tai nạn chết người thứ hai của lực lượng này trong năm 2022. Theo hãng tin Reuters cho biết, một máy bay phản lực AT-3 đã rơi khi đang tham gia một nhiệm vụ huấn luyện tại căn cứ không quân Cương Sơn ở thành phố Cao Hùng, phía nam của Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã cho biết đã tìm thấy thi thể của phi công. AT-3 là một loại máy bay huấn luyện tiên tiến do Đài Loan đã phát triển, bay lần đầu vào năm 1980 và có thể trang bị vũ khí. Văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan Thanh Văn đã cho biết bà Thái rất đau lòng trước mất mát này và đã chỉ đạo cơ quan phòng vệ điều tra vụ việc. Vào tháng 3 vừa qua, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Đài Loan đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Phi công khi đó đã được cứu sống. Từ tháng 1 năm 2022, lực lượng không quân Đài Loan đã đình chỉ hoạt động huấn luyện chiến đấu cho phi đội F-16 của họ sau khi một mẫu máy bay chiến đấu mới nâng cấp đã rơi xuống biển đã khiến cho phi công thiệt mạng. Năm ngoái có hai chiếc máy bay chiến đấu F-5E của Đài Loan đã lao xuống biển sau khi va chạm giữa không trung trong một nhiệm vụ huấn luyện. Vào cuối năm 2020, một chiếc F-16 đã biến mất ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Hoa Liên ở bờ biển phía đông Đài Loan trong một nhiệm vụ huấn luyện định kỳ. Thưa quý vị, theo La Repubblica đã đưa tin, một phi công của hãng hàng không nhà nước Italy, ETA, đã bị sa thải vì đã cáo buộc ngủ quên trong lúc lái máy bay di chuyển từ New York, Mỹ về Rome vào tháng trước. Cụ thể, theo tờ báo này cho biết, cả hai phi công, bao gồm cả cơ trưởng và cơ phó, đều ngủ gật trên chuyến bay số hiệu AZ-609 vào ngày 30 tháng 4. Phi công phụ lái đã nghỉ ngơi có kiểm soát vào thời điểm đó, điều mà hầu hết các hãng hàng không đều cho phép. Tuy nhiên, điều đáng nói là phía cơ quan không lưu đã không thể liên lạc với cơ trưởng trong hơn 10 phút, trong khi máy bay để trong chế độ lái tự động. Khi máy bay bay qua không phận Pháp, việc mất liên lạc với máy bay trong thời gian dài đã kích hoạt cảnh báo khủng bố. Do đó mà phía cơ quan không lưu Pháp đã thông báo với phía Italy rằng chiếc máy bay có thể đã bị cướp. Theo Independent, ETA đã sa thải cơ trưởng của chuyến bay. Hạ nghị sĩ Italy là Michael Anzetti đã lên Twitter xin lỗi vì vụ việc đã xảy ra trên hãng hàng không nhà nước. Chuyện đã xảy ra trên chuyến bay của ETA từ New York khi cả hai phi công đều ngủ gật là rất nghiêm trọng. Hãng có nghĩa vụ phải bảo đảm điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa và phải xin lỗi khách hàng, ông Anzetti đã nói. Thuật ngữ nghỉ ngơi có kiểm soát quy định rằng một trong hai phi công có thể ngủ trong buồng lái khoảng 10 đến 40 phút trên một chuyến bay đường dài, trong khi máy bay đang bay để được nghỉ ngơi và đủ năng lực để làm việc trong một ca dài. Các hai phi công đều phải đồng ý với việc này trước khi một trong hai người nghỉ ngơi và phía phi hành đoàn cũng được cần thông báo. Thưa quý vị, những năm gần đây, tuyến kè biển ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho hàng nghìn người dân ở địa phương luôn sống trong thấp thỏm và lo âu. Công trình được xây dựng từ năm 2003 với tổng chiều dài hơn 1,2 km. Tuyến kè có vai trò đặc biệt quan trọng là chắn sóng và bảo vệ hơn 1.300 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu tại 6 thôn của xã Cẩm Nhượng, bao gồm Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa. Qua nhiều năm chịu áp lực triều cường, tuyến kè biển đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Huyện Cẩm Xuyên đã nhiều lần sửa chữa, nhưng do thiếu kinh phí nên chỉ có thể chấp vá. Cứ sau mỗi mùa mưa bão thì tuyến kè lại một lần sụt lún. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí cho biết, trên tuyến kè dài hơn 1 km có hàng chục điểm sụt lún, sạt lở. Các cấu kiện bị sóng biển đánh sập, khoét vào thân kè đã tạo ra nhiều hàm ếch. Có những điểm bị sụt lún rộng hàng chục mét vuông. Chiếc cơn sóng biển lớn áp lực từ những đợt triều cường là cả tuyến bè có nguy cơ bị nuốt chửng. Được biết, trước đó sau đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 10 năm 2020, từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tuyến kè đã được sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư là 1,8 tỷ đồng. Đến mùa mưa bão năm 2021, nhiều đoạn trên tuyến kè lại tiếp tục xuất hiện những điểm sạt và lún. Người dân và chính quyền nơi đây đã phải dùng đá, bao cát gia cố tạm thời để ngăn những con sóng đánh vào, phá vỡ bờ kè.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng đã cho biết, vào tháng 4, tuyến kè tiếp tục đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, đe dọa đến sự an toàn của hàng nghìn hộ dân. Mong muốn của người dân nơi đây là có một giải pháp tổng thể dài hơi để bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến kè và người dân, bởi vì cứ sửa chỗ này thì lại sụt lún ở chỗ khác. Với tình trạng hư hỏng, bị sóng biển đánh xói lở như là hiện nay, thì tuyến kè biển này rất khó để chống chọi với những cơn bão lớn, đổ bộ trực tiếp. Chủ tịch xã Cẩm Nhượng đã nói. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho biết, cơ sở giao thông vận tải đã có báo cáo nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với tổng đầu tư dự kiến gần 6.000 tỷ đồng. Theo đó, tuyến giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kéo dài từ nút giao quốc lộ 56 đến vòng xoay Cửa Lấp gồm 2 đoạn. Từ nút giao quốc lộ 56 đến vòng xoay Vũng Vằng dài khoảng là 6,1 km, qua địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Và đoạn từ vòng xoay Vũng Vằng đến vòng xoay Cửa Lấp dài khoảng là 9,55 km, qua địa bàn huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, với đoạn từ nút giao quốc lộ 56 đến Vũng Vằng, đơn vị đã đề xuất các phương án như là cơ cấu mặt cắt ngang B trừ 67m, đầu tư theo 2 giai đoạn khi lưu lượng thấp và tăng cao. Cơ quan mặt cắt ngang là B trừ 41m hoàn thiện, cơ cấu mặt cắt ngang là B trừ 41m đầu tư 2 giai đoạn. Đối với đoạn từ vòng xoay Vũng Vằng đến vòng xoay Cửa Lấp, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, 6 làn xe và đường gom tương đồng, có giải phân cách giữa đường chính và đường gom. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, phương án phù hợp nhất có tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 và cả 2 giai đoạn trên tuyến kết nối, dự kiến sơ bộ khoảng là 5.876 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư là khoảng 2.116 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 2.829 tỷ đồng và các chi phí khác. Sau 3 tháng tạm dừng, lối mở cầu phao tại km 3+4, Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được thông quan trở lại. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 5, thời gian thông quan lối mở cầu phao tạm km 3+4, Hải Yên, hàng ngày từ 8 giờ đến 16 giờ. Trong buổi sáng đầu thông quan trở lại sau 3 tháng tạm dừng, đã có 30 xe hàng hóa bao gồm hàng tạp và vải may mặc nhập khẩu từ phía Trung Quốc về Việt Nam và 30 xe không lưu bãi tại cảng Thành Đạt thông quan. Trước đó, để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái Việt Nam và thành phố Đồng Hưng Trung Quốc đã tích cực trao đổi giải pháp khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa, gắn với bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phía thành phố Móng Cái đã tập trung biện pháp giữ vững vùng xanh an toàn, khép kín trong khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên từ ngày 2 tháng 4, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ quan chức năng hai bên cũng đã khẩn trương thông quan đối với hơn 400 xe không đang tồn động tại cảng ICD Thành Đạt và phía Đông Hưng Trung Quốc. Thành phố Móng Cái đang tích cực trao đổi với phía Đông Hưng để có một giải pháp tăng số lượng xe và kéo dài thời gian thông quan hàng ngày tại lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yến. Tiếp tục thực hiện mô hình đổi lái xe nhằm để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kính thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.